tọa lạc bên bờ vịnh Ba Tư yên ả, tại nơi vương quốc Dubai phồn thịnh, mọc lên một vườn hoa lớn nhất thế giới. Vườn hoa mang tên Miracle Garden với ý nghĩa khu vườn kỳ diệu mọc lên từ sa mạc khô cằn. Đây là kết tinh từ sự sáng tạo vượt mọi giới hạn của con người và sự lao động của tình yêu khao khát về một vùng đất thiên đường trong những giấc mơ. Những câu chuyện cổ tích 1001 đêm nơi có khu vườn địa đàng. Chỉ trong vòng 2 tháng, 400 con người tại Dubai đã làm việc không mệt mỏi suốt 16 giờ một ngày để tạo ra tuyệt tác khiến cả thế giới vô cùng ngưỡng mộ. Với diện tích 72 hecta, đây là ngôi nhà của 45 triệu bông hoa từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, cao các giống hoa hiếm từ Đức, Ý, Hoa Kỳ, Ai Cập, cả những loài hoa được nhìn thấy lần đầu tiên tại miền Trung Đông. Tại Dubai, hầu như không có nguồn nước ngọt. Tất cả nguồn cung cấp nước của quốc gia đều được lấy từ vịnh Ba Tư và lọc từ nước biển thành nước ngọt để người dân sử dụng. Vượt lên những khó khăn đó, những nhà thiết kế đã khéo léo sử dụng nguồn nước sinh hoạt được lọc lại và đưa vào hệ thống tưới ngầm giúp cho khu vườn xanh mát đầy sức sống. Mảnh đất địa đàng Miracle kéo chân du khách lạc vào thế giới 1001 đêm với những lâu đài đầy màu sắc huyền bí, những con đường hoa lấy cảm hứng từ câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên, choáng ngợp trước những bức tường hoa khổng lồ hay chợt ngỡ ngàng trước kỳ quan kim tự tháp hùng vĩ của Ai Cập hoàng kim. Và hơn thế nữa, chỉ khi ta được tận mắt chứng kiến tất cả những lâu đài, cung điện, xe hơi, những hình tượng chim muông hay những dòng suối hoa muôn sắc, tất cả đã làm nên một Dubai quyến rũ và kỳ diệu. Một lần nữa, cho ta tin rằng, bằng bàn tay và khối óc sáng tạo của con người, thiên đường là có thể.